Xin chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Hôm nay Dương Minh Auto có địa chỉ là 712 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, vừa về một chiếc Hyundai Accent phiên bản 1.4 ATH phiên bản full của chiếc Accent. Chiếc xe này được sản xuất năm 2020, biển số Hà Nội anh chị nhá. Chiếc xe này thì được chủ xe lắp rất là nhiều đồ anh chị, lắp màn hình Android cộng cam 360 như là cam hành trình xịn anh chị ạ. Chiếc xe này thì là có duy nhất một quả lốp mà trước ở bên lái này thay, là do chiếc xe này là bị rách lốp, còn tất cả bốn quả lốp của xe đều là lốp nguyên bản của xe chị nhá, lốp nguyên bản của xe hết chị. Đó, chiếc xe này đều trang bị đèn bi chị. Đó, chiếc Accent về tầm giá hơn 400 triệu chị. Đó, đâu tất cả lốp còn lại của xe đều là lốp zin nguyên bản theo xe chị nhá, còn rất dày chị. Đó, tất cả la răng đều rất đẹp anh chị, phiên bản 1.4 đặc biệt, phiên bản cao cấp nhất của Accent. Xe được trang bị ghế da cũng như là cửa nóc, phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta chỉ được trang bị ghế nỉ thôi anh chị. Đây là phần đuôi xe này, xe có trang bị cảm biến sau anh chị nhá. Phần cốp xe của chiếc Accent thì cũng rất là rộng rãi anh chị. Đó, đây chiếc xe bên em vừa mới lấy về còn bản nguyên, cũng đã quay ngay cho anh chị xem chị nhá. Đây ạ, chiếc xe xuất năm 2020, biển số Hà Nội chị ạ. Đây lòng cốp đây, nó rất đẹp đấy chị. Chiếc xe này mà dọn lên nữa thì rất là đẹp. Đó, khoang cốp của xe thì rất là rộng rãi, nhu cầu hàng ngày để đồ thoải mái luôn đấy chị. Đây lốp lát la răng của xe rất đẹp đấy chị nhá, lốp rất dày đấy ạ. Đó, đây là lốp nguyên bản theo xe. Thế đây phần nội thất của xe. Đây đây là tắp ly cửa sau anh chị này. Chủ xe thì cũng đã bọc hết tất cả những cái chống xước và những cái bệ tay của cửa anh chị nhá. Tất cả keo chỉ của chiếc này thì nguyên bản 100% anh chị nhá, không mất một phân. Anh chị có thể kiểm tra thoải mái nếu bị mất một phân keo chỉ thôi, anh chị không cần mua chiếc này nữa. Đó, chất lượng của xe là tuyệt đối anh chị ạ. Đó, em sẽ quay đây, ghế da người thứ hai đây. Phải nói là rất rất mới chị nhá, tất cả từ những cái thành ghế, mũi ghế, những cái má ghế như này không có một vết nhăn gì cả. Chủ xe đường gần như là chỉ đi hai người thôi chị. Đó, đây đây là cửa gió điều hòa sang ghế thứ hai này, kèm cả cổng sạc nữa. Trần của xe đây, cửa nóc của chị này. Đó, mặt lưng ghế này chị này, mặt lưng ghế này. Tiến đến phần ghế lái. Đây, xe thì có trang bị gương kính chỉnh điện đấy chị nhá, gương kính chỉnh điện, đó, gương gập điện, tất cả các phần keo chỉ cánh cửa đây đều nguyên bản 100% luôn nhá. Đó, đây là phần ghế da bên phụ đấy chị này, đó, cực kỳ mới chị ạ. Ghế da bên lái đây này, ghế da bên lái đây, cửa nóc của xe đây. Và chỉ trên phiên bản đặc biệt này thì chúng ta mới được trang bị ghế da cũng như là cửa nóc nhé. Đây là phần cần số của xe đây, xe cần số của xe thì cực kỳ mới luôn chị. Xe được trang bị màn hình Android kết hợp với cam 360. Đây là cam hành trình của xe này chị này. Đó, cam hành trình xịn luôn nhé, điều hòa auto chị. Đó, cam 360 rất là ngon chị. Xe có trang bị cả ga tự động cruise control nữa chị. Đây là phần vô lăng của chiếc xe này, cái khóa vô lăng đây. Đó, độ hao mòn của xe là rất ít đấy chị ạ. Em sẽ quay lại một lần nữa phần nội thất ở bên trong của chiếc Accent. Đó, vô cùng mới chị ạ. Đây là ghế bên lái, từ những cái mép ghế bên lái này cũng không có bị nhăn gì chị. Chủ xe đi rất là ít thôi. Đến phần động cơ thì đây chính là động cơ 1.4 của chiếc Accent chị nhé. Đó, em sẽ quay đây, tất cả đây, ốc cabo này, keo chỉ đây, tất cả đều nguyên bản hết chị. Động cơ vẫn còn bẩn nguyên chị. Đây ạ, cái đường ống cao su đây, ốc chân máy đây nguyên bản 100% anh chị nhé, ốc nắp dàn cò đây, tất cả mọi thứ đây ạ. Cái máy của chiếc này mà dọn rửa lên thì rất là mới chị. Và sau đây em xin được tóm tắt lại chiếc xe này, chiếc xe Hyundai Accent, chiếc xe phiên bản 1.4 đặc biệt, xe được sản xuất năm 2020, biển số Hà Nội, và chiếc xe này được bên em chào bán mức giá hơn 400 triệu. Anh chị nào chúng ta có nhu cầu thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Ngoài ra có thể dùng số điện thoại đó các bạn Zalo thì bên em có thể gửi full hình ảnh cũng như là giải đáp mọi thắc mắc của anh chị về chiếc xe này.
Em cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo của Zooming Auto.